Lúa gạo hôm nay 1 tháng 4 tại thị trường nội địa không có biến động mới. Nhu cầu mua gạo của các kho đều, giá ổn định. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định so với hôm qua. Trên thị trường lúa, ghi nhận tại các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long hôm nay không có biến động, giao dịch sôi động. Tại các địa phương như Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, bình quân giá lúa dao động quanh mốc 7.400, 8.000 đồng 1 kg. Theo cập nhật của tỉnh An Giang, lúa đài thơm 8 dao động quanh mốc 7.700, 7.900 đồng 1 kg, lúa om 18 ở mức 7.700, 7.900 đồng 1 kg, IR 504 ở mức 7.400, 7.500 đồng 1 kg, om 5.451 ở mức 7.500. 7.600 đồng 1 kg, lúa ong 380 dao động 7.500, 7.600 đồng 1 kg. Lúa nàng hoa chính dao động quanh mốc 7.700, 7.900 đồng 1 kg, nếp long an duy trì quanh mốc 7.700, 7.900 đồng 1 kg. Ghi nhận tại các địa phương hôm nay nhu cầu mua gạo của các kho đều, giá ổn định. Tại các địa phương như Tân Hiệp, Kiên Giang, Sa Đéc, nguồn gạo về nhiều, kho mua giá thấp hơn hôm qua. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu IR504 dao động quanh mốc 10.000 10.100 đồng 1 kg, gạo thành phẩm IR504 duy trì ổn định ở mức 12.600, 12.700 đồng 1 kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá tấm IR504 ở mức 10.200, 10.300 đồng 1 kg, cám khô duy trì ổn định quanh mức 4.700, 4.800 đồng 1 kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Theo đó, giá gạo thường dao động quanh mốc 14.000 15.000 đồng 1 kg, gạo Jasmine 17.000, 18.000 đồng 1 kg, gạo nàng nhen 26.000 đồng 1 kg, thơm thái hạt dài 19.000, 20.000 đồng 1 kg, gạo hương lại 21.000 đồng 1 kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay chững lại và đi ngang sau phiên điều chỉnh giảm. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA Gạo tiêu chuẩn 5% tấm hiện ở mức 592 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 558 đô la Mỹ một tấn, gạo 100% tấm duy trì ổn định ở mức 478 đô la Mỹ một tấn.